vui trong ánh đao vàng vàng lời tốt thương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net. Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 8, dương lịch 2017, tức mùng 4 tháng 7, âm lịch Đinh Dậu. Mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả nghe Thông Bạch Vu Lan của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thông Bạch Vu Lan, Phật lịch 2561, Đinh Dậu 2017, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Kính gửi chư tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, trăng khuyết rồi lại tròn, xuân qua hè lại tới, thấm thoát một mùa an cư kiết hạ sắp mãn, mùa Vu Lan tự tứ gần kề. Thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện, tôi xin thành kính dâng lên chư tôn đức lời tán thán hoàn thành giới thể, đem huệ mạng phục vụ chúng sanh trong tuổi đạo được trao truyền từ Đức Thế Tôn. Tôi cũng xin thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện thành kính gửi đến đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước lời tán thán chân thành đã thân cận giới trường, tạo phước duyên cho 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng hoàn thành viên mãn. Qua lịch sử thăng trầm của đất nước, dẫu là tăng hay tục đều mang trên vai hai sứ mệnh không thể tách rời là dân tộc và đạo pháp. Thế nhưng nơi chính trường hà khắc hiện nay, chúng ta không có tiếng nói, chúng ta không được nói, nơi đạo pháp gặp cơn luân hiểm, chúng ta bị phong tỏa và khủng bố, giáo hội chúng ta bị thế quyền kỳ thị và đàn áp, đạo Phật truyền thống của 2000 năm lịch sử bị biến tướng thành những lễ hội mê tín dị đoan, phục vụ thế tục và chế độ bất dung tôn giáo. Do đó không phải chuyện ngẫu nhiên mà vừa qua Đài Phát thanh Phật giáo Việt Nam cho phát lại thông điệp Vu Lan của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành năm 2002. Thông điệp ấy gói trọn tinh thần giáo hội cần phát huy không riêng cho thời cuộc 15 năm trước mà cho cả hiện tình đến mai sau. Vì đất nước vẫn dẫm chân tại chỗ, Phật giáo vẫn bị kẹt trên con đường xã nghĩa ngoại lai. 15 năm qua và hôm nay vẫn chưa đổi thay, cải thiện như thời gian ngừng trôi và không gian ngưng chuyển động. Đạo pháp suy đồi, dân chúng lầm than, mất tự do. Để Phật tử khắp nơi thấm nhuần lời dạy của Ngài, nhằm thực hiện chữ hiếu theo tinh thần Phật giáo, thay vì theo tập quán Trung Hoa mà bao thế hệ lăn vào, cư sĩ Võ Văn Ái đã bình luận bức thông điệp Vu Lan của Đức Đệ Tứ Tăng Thống nhằm thâm nhập yếu chỉ của Ngài. Thông điệp và lời bình vận hành theo tiếng nói dân tộc để vượt thoát quốc nạn và pháp nạn mà toàn dân đang đối mặt. Năm ấy, từ nơi lưu đày và quản thúc ở Quảng Ngãi, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viết thông điệp Vu Lan gửi đến các cấp giáo hội, Phật tử trong và ngoài nước, đưa ra 3 nhận định nhân dịp lễ hội Vu Lan. Thứ nhất, nhận định của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống về địa ngục. Tương tự như cái nhìn thế giới phân tranh lưỡng cực giữa thế kỷ 20 của triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartre, địa ngục đến từ những kẻ khác. Tha nhân là địa ngục.
Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang viết, tối thường quan niệm địa ngục ở nơi cõi âm, xa cách với thế giới ta đang sống, nhưng thật sự địa ngục chẳng đâu xa. Ở đâu có khổ đau, ở đó có địa ngục. Người dân Việt phải hiểu rằng, hoàn cảnh đói rách, nghèo khốn, bị đàn áp, bị bức hiếp hiện nay là địa ngục chứ không gì khác hơn. Nên, Ngài cất lời kêu gọi. Rằm tháng 7 Vu Lan là ngày mở cửa địa ngục cứu vớt cô hồn ma quỷ đang thét la đói rách. Trong khi cứu độ cho người chết nơi cõi âm như thường năm, vẫn làm qua bao thế kỷ, xin chư liệt vị chớ quên việc cứu độ cho người sống nơi trần gian. Việc cứu người chết có nghi lễ và cúng bái, ai thành tâm đều có thể làm. Song cứu người sống hiện nay cần có tinh thần từ bi và vô ý, tức phải biết thương người và không sợ hãi. Thứ hai, nhận định của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống về chữ hiếu với hàng xuất gia. Ngài dạy rằng, người xuất gia có hai điều cần biết về chữ hiếu. Một là, trước hết là đức tính vô ý, dạy chúng ta biết đem cái chết của mình để thánh hóa cái sống của Phật Pháp. Hai là, hiếu thuận với cha mẹ, báo hiếu với ông bà, tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người. Nhưng đối với giới tu sĩ, tức chư tăng ni không lập gia đình, thì hiếu là sự truyền thừa chánh pháp và sự sống còn của dân tộc, là nơi mình hành đạo. Đó là sự nối dõi đạo hiếu đối với Đức Thế Tôn. Chánh pháp là giáo lý cứu khổ mọi loài chúng sinh của Đức Phật, cần phải tiếp tục truyền thừa. Gặp ai ngăn cản không cho thực hành giáo lý ấy, thì đức tính vô ý dạy chúng ta đem cái chết của mình để thánh hóa cái sống của Phật Pháp. Như thế, thì ngoài sự trường tồn của Đạo Phật, cộng thêm sự sống còn của dân tộc, nơi mình sanh ra, nơi mình hành đạo, mà người tu sĩ phải bảo vệ thay vì tụ thủ bàng quan. Thứ ba, nhận định của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống về một nghi lễ mới cho mùa Vu Lan báo hiếu. Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống cho biết sự khác nhau giữa chữ hiếu thông thường với chữ hiếu trong Đạo Phật. Nước ta vốn bị ảnh hưởng nền văn hóa Trung Quốc, nên chữ hiếu theo quan điểm Trung Quốc thâm nhập vào mọi tầng lớp nhân dân qua nhiều đời. Chữ hiếu theo quan điểm Trung Quốc là bảo tồn thân xác do cha mẹ sinh dưỡng và làm rạng danh sự nghiệp để đền đáp ơn sinh thành ấy, tập trung vào hai nhiệm vụ chính yếu, truyền thừa nòi giống và vinh quang gia tộc. Dòng chữ hiếu trong Đạo Phật theo kinh Lục Độ xuất hiện tại Giao Châu từ thế kỷ thứ 3 Tây Lịch, thì hiếu là quên mình cứu người, giúp nghèo cứu thiếu, thương mến quần sinh. Bởi vì chúng sanh trong vô lượng kiếp đều là cha mẹ thân thuộc lẫn nhau, có ta là có cha mẹ, tổ tiên. Đối với tình hình Việt Nam, Đức Cố Tăng Thống đánh giá, xã hội nước ta đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng, văn hóa và đạo lý trầm trọng. Đơn vị gia đình bị xem thường phá bỏ sự hiếu thuận với cha mẹ, tôn trưởng hiện nay biến thành hiếu kim để thờ lạy ông thần tài, là mất đi những lý tưởng cao đẹp của con người, có văn hóa và đạo đức. Vì vậy, Ngài kêu gọi một lễ nghi mới để phục hồi chữ hiếu trong nỗ lực khơi lại mạch nguồn của nền văn hiến mà Ngài dặn dò qua thông điệp Vu Lan năm 2002 rằng quý Phật tử hãy mở ra truyền thống về lễ nghi hiếu hạnh, nghĩa là sau khi làm lễ Vu Lan ở chùa, về nhà nên thiết lễ cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền cũng như tổ tiên quá khứ, làm sao cho từ nay nghi lễ này trở thành phong tục mới, tập quán mới, nhằm giáo dục cho con cháu về chữ hiếu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đây sẽ là cái Tết hiếu thuận sau Tết Nguyên Đán và trước Tết Trung Thu của thiếu nhi hàng năm. Được như thế, thì chữ hiếu theo quan điểm của Đạo Phật mới trở thành nét đặc thù của Phật giáo Việt Nam, bao gồm nhân ái, nhân từ, nhân nghĩa, để trở thành nhân đạo, như lời bình luận thông điệp nhấn mạnh. Kính bạch chư tôn, kính thưa liệt quý vị, sự giao thoa giữa thông điệp của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống và lời bình của Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã mở ra cánh cửa an lạc cho tất cả chúng ta trong mùa Vu Lan này, khi chúng ta đang khắc khoải chờ mong niềm tình tự dân tộc cùng với sự tái tạo đời sống tâm linh nơi xã hội đầy tệ nạn ngày nay. Thì đây, đạo vẫn thắm, hoa vẫn cười, nếu chúng ta thực hiện đúng ba lời dạy của Ngài trên đây mỗi lần mùa Vu Lan tới. Chúng ta cùng nắm tay nhau lên đường cứu khổ, theo quan niệm chữ hiếu trong Đạo Phật mà bức thông điệp Vu Lan của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang khai thị. Xin kính đảnh lễ các bậc tôn trưởng, thành kính cầu nguyện cửu huyền thất tổ, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc quá khứ, hiện tiền và vị lai. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật lịch 2561, tu viện Long Quang,
ngày 18 tháng 8 năm 2017, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ấn ký Tỳ kheo Thích Thanh Quang. Nhân mùa Vu Lan để tưởng nhớ cố hòa thượng viện trưởng Viện Hoa đạo Thích Như Đạt vì cao tăng thạc đức mà phẩm hạnh và uy đức còn vang dội chốn cố đô ra tới hải ngoại, dù ngài đã ra đi cách đây 3 năm tròn. Xin mời quý thính giả nghe dòng ngài tuyên đọc thông điệp Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mùa Vu Lan Phật lịch 2558 lại về. Đổ vỡ dân tộc Việt Nam, lễ Vu Lan không còn là ngày lễ đặc thù riêng biệt của Phật giáo mà đã trở thành ngày thánh lễ của dân tộc. Và quan niệm dân gian đã in đậm ở trong câu tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân. Hình ảnh Đức Mục Tiền Liên vào địa ngục cửu mề trong kinh Vu Lan Bồn là một bài học báo hiếu không cho riêng người Phật tử mà cho cả nhân sinh ở trong vũ trụ. Đức Đề Ngộ Tăng Thống đã dạy: thế giới mênh mông, địa ngục cũng mênh mông. Ở đâu có đau khổ, ở đó có địa ngục. Ở đâu có ác tâm, ở đó có địa ngục. Ở đâu có đàn áp, nhục hình, ở đó có địa ngục. Ở đâu ý thức và ngưỡng vọng con người bị vùi dập, ở đó có địa ngục. Thật vậy, chúng ta hiểu rằng địa ngục do con người tạo tác, chứ không phải hiện tượng thiêng liêng hay mặc khả. Thiên tai bạo lực càng ngày càng khốc liệt do con người không biết bảo vệ môi trường. Người dân Việt Nam mất hết các quyền của người, kể cả quyền yêu tổ quốc, cùng gió tham vọng độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta. Riêng giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất những ngày qua gặp nhiều chướng duyên, cũng do con người mưu cầu danh lợi mà quên đi lời di huấn của Đức Thế Tôn. Kính thưa quý liệt vị, trong thường bản niên năm 2014, bao nhiêu tai ách do con người gây ra đã làm cho cả thế giới trở thành địa ngục. Nhân ngày Vu Lan tháng hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kêu gọi chư tôn hòa thượng, thượng tòa đại đức tăng ni cùng đồng bào Phật tử các giới hãy lắng tâm đại bi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai bão lụt, cũng như nạn nhân các tai nạn kinh hoàng vừa diễn ra trên toàn cầu. Nhân danh Viện trưởng Viện Hoa đạo Giáo Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi xin gửi lời cầu nguyện đến chính phủ cùng như gia đình nạn nhân các thảm họa kinh hoàng. Tuy nhiên, người Phật tử phải hiểu rằng không vì những ai gây ra cảnh địa ngục này mà chúng ta đem lòng thù hận để tạo tác thêm nghiệp dư, mà chỉ có tâm đại bi mà giải thoát chúng sinh ra khỏi loài địa ngục của thế gian. Tâm đại bi là cái gốc của Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh có ý nghĩa thâm diệu trong ngày đại lễ Vu Lan và cầu nguyện oai lực của thập phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiện tiền thánh tăng siêu đồ, cho hương linh cửu huyền sắc tổ mở cửa địa ngục xả tội vong nhân cho vạn loài chúng sinh trong sáu cõi
mà hình ảnh tôn giả Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu mẹ là hình ảnh muôn đời thức tỉnh lương tâm nhân loại. Nay Vu Lan lại về miền hỏa đào kính dâng lên chư tôn thiền đức lời khánh chúc, hoàn thành giở thề nhân ngày tự tử. Giở thề thanh tình là sức mạnh vô biên, có thể hóa giải mọi địa ngục của thế gian. Miền hỏa đào thành kính tán thán tinh thần các giới cư sĩ thân cần giở trường với tinh thần Bồ Tát đào. Tinh thần ấy sẽ cùng uy lực chư thánh tăng tịnh hóa nhân gian. Bằng tinh thần ấy, viện hóa đạo kêu gọi tất cả Phật tử tích cực hơn nữa phát nguyện đại bi tâm để kiên quyết đòi lại nhân quyền cho người sống và linh quyền cho người chết, nhằm bảo vệ tổ quốc, dân tộc và đạo pháp. Nam mô Vu Lan Thắng Hầu, vô lượng chư Phật, chư đạo Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, tác đại chứng minh. Phật lịch 2558, tu viện Long Quang, ngày 26 tháng 7 năm 2014, viện trường viện Hỏa Đạo, giáo hộ Phật giáo Việt Nam thống nhất, Sa Môn Thích Như Đạt. Sau đây, xin mời quý chị Nhã nghe phần 1 khi dạ Hồng Phúc phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái trong chương trình Thế Giới Ngày Nay của Đài Phát Thanh Việt Nam tại thành phố Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị thính giả, tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan báo hiếu cha mẹ, báo hiếu tứ trọng ân, báo hiếu cửu huyền thất tổ, là tháng xá tội vong nhân, là tháng người Phật tử nhắc đến sự tích ngài Mục Kiền Liên và bà Thanh Đề, mẹ của ngài Mục Kiền Liên. Lễ Vu Lan không phải chỉ là một nghi thức cúng bái của Phật giáo, mà còn là một tập tục của nền văn hóa dân tộc, đời sống tâm linh. Tính chất giáo dục trong lễ Vu Lan giúp cho con người phải biết đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hiện tiền và tổ tiên bảy đời quá vãn, mà người ta gọi là cửu huyền thất tổ. Làm người có thể không có con cái, nhưng không ai là không có cha mẹ. Người ta phải nhớ công ơn cha mẹ, ăn ở hiếu thảo cho trọn đạo làm con. Hôm nay, nhân mùa Vu Lan đã đến, chương trình Thế Giới Ngày Nay xin được gửi tới quý vị thính giả cuộc phỏng vấn giáo sư Võ Văn Ái, một cư sĩ Phật giáo, về đề tài Vu Lan báo hiếu, để giúp chúng ta hiểu rõ nguồn gốc và ý nghĩa ngày lễ này. Giáo sư Võ Văn Ái là giám đốc cơ sở quê mẹ, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris, Pháp Quốc. Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ thành phố Oklahoma City bên Hoa Kỳ. Xin được trân trọng kính chào giáo sư Võ Văn Ái tại Paris. Giáo sư, trước hết xin giáo sư vui lòng cho chúng tôi được nghe được cái nguồn gốc của ngày lễ Vu Lan. Thưa cái ngày lễ Vu Lan thì có thể nói rằng dân tộc chúng ta đã cử hành đã ta 10 thế kỷ nay rồi. Lễ Vu Lan thì nó mang cái ý nghĩa là cái mùa báo hiếu, tức là mình trả cái hiếu của mình đối với ông bà tổ tiên. Theo những cái truyền thống của Việt Nam thì lên tới 7 đời, gọi là cửu huyền thất tổ. Nhân dân nước ta có cái câu gọi là ngày rằm xá tội vong nhân. Và vong nhân ở đây đó, theo cái kinh Phật thuyết Đà La Ni, cứu bạt ngạ quỷ thì cô hồn, tức là những cái loài quỷ đói. Và theo cái quan điểm nhân gian đó, chúng ta thường nói thì cô hồn là những cái người mà chết bất đắc kỳ tử, tức là chưa tái sinh
và cũng không có người nào thân nhân hay gia đình cúng kiến cho họ. Cho nên vì vậy, cái giới cô hồn là giới quỷ đói đó thì nó luôn luôn bị hành hạ vì cái đói. Và chính cái sự mà bị hành hạ cái đói đó mà người Phật tử họ làm cái lễ Vu Lan để mà cầu siêu độ cho những cái cô hồn nó chưa có được tái sinh. Lễ Vu Lan á, thì nó là cái lễ có tính chất gọi là trần tế cô hồn, nghĩa là phát thức ăn cho ngạ quỷ hay là cô hồn thông qua những cái nghi thức của các vị sư là tán tụng, trì chú để mà bố thí thực phẩm cho cô hồn. Đấy là cái nghi lễ. Và cho tới nay thì trong kinh tạng Pali coi như là cái kinh tạng ghi chép sớm nhất những cái kinh điển và lời Phật dạy thì không có một cái dấu vết gì về vấn đề trần tế cô hồn, tức là lễ Vu Lan trong cái truyền thống của Nam Tông đấy. Và có một cái điều mà chúng ta cần chú ý là cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ nó có một sự khác nhau giữa hai cái truyền thống Ấn Độ và Trung Quốc. Những cái bài thuyết pháp của Đức Phật trong những cái kinh sách mà chúng ta đọc được đó thì Đức Phật chỉ dạy cái chữ hiếu của người Phật tử đối với cha mẹ hiện tiền. Và đây cũng là cái truyền thống của Ấn Độ, chứ là không nhắc tới cái truyền thống chữ hiếu đối với những người đã mất, như ví dụ tổ tiên, ông bà. Trái lại thì cái truyền thống của Trung Hoa thì chữ hiếu là cái điều quan trọng, đứng đầu và không dành cho cha mẹ hiện tiền mà lại cho những cái người đã chết, tức là cha mẹ, ông bà trở lên đến 7 đời trước. Vì vậy mà cái truyền thống trong Phật giáo Đại Thừa như tại Việt Nam của chúng ta đó thì có đề cập tới cái lễ Vu Lan, nhưng mà chúng ta không tìm thấy dấu vết ở trong cái truyền thống Nam Tông Phật giáo. Và cái điều này thì chúng ta có thể hiểu được là bởi vì Phật giáo có một cái sức cảm hóa và dung hóa với các tín ngưỡng của địa phương. Nó làm thành từ những cái chi lưu Phật giáo dân tộc. Khi đến một nước nào thì nó tìm cách không phải là áp đặt mà nó dung hòa với cái tín ngưỡng của người địa phương để mà truyền bá cái đạo Phật. Và khi đến Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng Phật giáo đã thu nhiếp được cái quan điểm hiếu hận của Khổng giáo, của người Hoa mà chấp nhận làm thành một cái nghi thức cúng cô hồn. Và ngay trong tất cả các chùa Phật giáo ở Việt Nam ở đâu cũng vậy thì vẫn có một cái nghi thức gọi là mông sơn thí thực vào mỗi buổi tối, là cái lúc mà cô hồn ngạ quỷ vất vưởng đói cơm. Và cũng là cái nghi thức chính trong cái lễ Vu Lan mà hiện nay các chùa đang thực hiện. Cái truyền thống lễ Vu Lan thì nó xuất hiện tại Trung Quốc vào Đời Đường, tức là vào thế kỷ thứ 7, thứ 8. Và cái thời đó thì như chúng ta biết rằng Trung Quốc đã trải qua rất nhiều những cái cuộc chiến tranh và người chết thì vô số kể, và làm cho nhân dân thương cảm với những người đã bị chết oan trong những cái cuộc chiến tranh tại Trung Quốc. Và theo yêu cầu của triều đình nhà Đường thì Ngài Bất Không là một đại sư đã đứng ra tổ chức cái trai đàn cầu siêu vào thế kỷ thứ 8 Tây Lịch để siêu độ cho những cái chiến sĩ và thường dân chết trong chiến tranh. Và sang đến đời Tống thì đại sư Bất Không dựa vào những cái kinh văn thực hiện vào thế kỷ thứ 7, rồi tham cứu thêm các cái kinh điển của Mật Tông mà soạn ra một cái nghi thức cúng cô hồn, nó gồm có cái nghi thức du già diệm khẩu và mông sơn thí thực. Lúc mà Ngài Bất Động soạn thảo cái nghi thức này đó thì Ngài ở trên cái núi có tên là núi Mông ở tỉnh Tứ Xuyên, cho nên Ngài đã lấy cái địa danh Mông Sơn mà đặt cho cái tên của nghi thức, tức là mông sơn thí thực. Dạ, thưa giáo sư, tại sao cái ngày rằm tháng 7 âm lịch nó lại mang nhiều tên đến như vậy? Lễ Vu Lan Bồn, Tự Tướng, rồi ngày xá tội vong nhân, lễ cúng cô hồn, rồi Vu Lan báo hiếu, Tết Trung Minh, vân vân, thưa giáo sư. Dạ thưa, nói cho đúng đó thì cái chữ Vu Lan đó nó đến từ cái chữ gọi là Vu Lan Bồn, nó dịch từ một cái bản kinh chữ Phạn có tên là Ulambama Sastra, và chữ Hán thì dịch ra là đảo huyền. Đảo huyền tức là treo ngược đấy. Nó chỉ cho một cái nghi thức cầu siêu để mà độ cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ thân thuộc và cử hành vào ngày rằm tháng 7. Đấy, thì để đây tôi nhắc lại cái lúc này đó, tức là người Trung Quốc họ giữ cái chữ hiếu đối với ông bà tổ tiên, nhưng mà họ không để ý tới cha mẹ, ông bà hiện tiền, nhớ đến và tìm cách siêu độ cúng kiến
cho những người đã khuất mà thôi. Và theo cái kinh Vu Lan Bồn này đó, Ulambama Sastra đó, thì do ngài Trúc Pháp Hộ dịch từ chữ Phạn sang tiếng Hán ở đời Tây Tấn bên Tàu. Nhưng mà cho đến nay thì các học giả và những nhà Phật học không tìm thấy được cái xuất xứ trong chữ Phạn hay là trong cái truyền thống của Ấn Độ. Cho nên có rất nhiều học giả cho rằng cái bộ kinh này là một cái ngụy tạo của Trung Quốc. Và cái chữ Đạo Huyền dịch ra từ Vu Lan lúc nãy đó thì nó có nghĩa là treo ngược. Treo ngược là nói lên cái nỗi khổ của những người chết, giống như cái khổ của người bị treo ngược, cực kỳ đau đớn. Và cái kinh Vu Lan Bồn này nó diễn tả cái chuyện của ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên là một cái đệ tử lớn của Đức Phật, đã dùng cái thiên nhãn thông và thấy mẹ mình đang bị đói khổ hành hạ ở địa ngục, cho nên ngài mới mang cơm xuống để cứu mẹ. Nhưng mà khi mẹ đưa cơm vào miệng thì cái cơm của ngài đưa ra đó nó hóa ra lửa, không thể nào mà ăn được. Thì ngài liền trở về bạch với Đức Phật và xin Phật cứu độ cho mẹ. Đấy là cái nguyên do đầu tiên của cái việc mà ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ, và từ đó mà đi tới cái chữ hiếu đối với cha mẹ mà chúng ta cử hành trong cái lễ Vu Lan. Thì Phật dạy với ngài Mục Kiền Liên rằng cái ngày rằm tháng 7 đó là cái ngày tự tứ của chư tăng, thì hãy đem các thức ăn hoa quả cúng dường chư tăng trong 10 phương thì mẹ ông sẽ thoát khổ nạn. Và ngài Mục Kiền Liên đã thực hiện như vậy và đã cứu được mẹ ra khỏi địa ngục. Và từ đó thì cái hội Vu Lan Bồn được cử hành trong dân gian, đặc biệt ở bên Trung Quốc và ở nước ta. Và một trong những cái bản dịch kinh này còn có tên là Báo Ân Phụng Bổn Kinh. Và trên đây thì tôi đã có đề cập sơ lược tới chữ Vu Lan, chữ Vu Lan Bồn. Còn tự tứ là cái ngày mà chư tăng xuất hạ. Như chúng ta biết rằng ở bên Ấn Độ vào cái thời điểm này đó thì nó rơi vào mùa mưa. Và cái mùa mưa ở bên Ấn Độ thì tất cả những cái loài côn trùng nó bò ra, nó xuất hiện đầy đường, đầy các rừng rậm. Và Đức Phật mỗi lần mà đi thuyết pháp thì kéo theo hàng trăm, hàng nghìn các chư tăng để thuyết pháp. Thì ngài vì cái lòng từ bi, ngài không muốn rằng chư tăng cùng với mình dẫm đạp lên trên cái sinh mệnh của cái loài côn trùng đã lúc nhúc bò ra trong mùa mưa. Cho nên vì vậy ngài chế ra một cái lệ là 3 tháng đó thì không đi đâu hết, mà ở trong một cái tinh xá, tức là một cái ngôi chùa, cái nơi mà chư tăng tập họp lại và không có đi ra ngoài, để mà trước nhất là không có dẫm đạp những cái loài côn trùng đó, để mà học tập trưởng dưỡng thân tâm. Thì cái 3 cái tháng đó gọi là 3 tháng an cư kiết hạ. An cư tức là ở một cách bình an để học tập, tu tập. Thì cái ngày chấm dứt 3 tháng trưởng dưỡng thân tâm đó gọi là ngày tự tứ. Cho nên Đức Phật mới dạy cho ông Mục Kiền Liên đúng cái ngày tự tứ là ngày chư tăng xuất hạ, thì đến đó mà cúng dường cho chư tăng. Vì vậy mà ngày nay chúng ta thấy trong cái lễ Vu Lan thì Phật tử các cái giới Phật tử tại gia đó đến cúng dường cho chư tăng về những y áo và thực phẩm vân vân, và đồng thời chư tăng cũng làm những cái lễ gọi là mông sơn thí thực để mà cúng thức ăn cho những cái cô hồn, những cái ngạ quỷ súc sinh nó vất vưởng trong cái cõi trời bơ vơ mà không có ai cúng kiến thần linh cho chúng nó. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Phật Giáo Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ đây, một lòng chung.